chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay nhá, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một kỹ năng làm sao để tô màu cho thật đẹp cho bức tranh mình yêu thích. Bây giờ các bạn hãy cùng theo dõi mình làm nhá. Các bạn đập ba người. Bây giờ sẽ tiếp tục đi tô màu nhé. Chín men. Mọc ba màu số tay em được. Nếu là ba có chín mén rồi đấy. Mẹ mẹ rồi. Mẹ cho Lương Quân. Ba mẹ cho Bia. Lúc đợi lúc nào Bia nó hết tiền rồi. Mình giấy đó là dùng cơm 1.000 rồi. Chín mẹ. Mình làm nó gọi thành đi nhưng mà nó còn hỗ trợ anh mình. Mày chim mẹ ngõm. Đi chụp ảnh cưới bên kia có người yêu cũ bên kia nữa, còn có đội bạn bên kia nữa thì nhậu nhẹ. Hát đời này chụp ảnh cưới nó hát bên kia, nó hát bên này chụp ảnh cưới bên kia nó hát. Người may mắn nhất đời. Mình nghe hôm qua anh cưới rồi đời đúng nhậu. Kè không kè đi thằng chú rể, ơi thằng chú rể không kè đi. Máy này chưa được bia không ạ? Đi làm tiền thì chưa có. Để còn mình dơ mất trẻ ăn cho em đâu dám biết rồi. Không ngại. Nhập, không nhìn nhập bằng cái nhập này. Quá mẹ. Cuối năm rồi nhỉ, chẳng buồn làm này. Tấm ừ. Đẩy rồi rồi. Cái dây này cắm dây kìa. Mỏng rồi, cắm mỏng. Từ từ đấy, từ nốt đi. Tới bô được. Anh Cường làm cái ai cũng cần phải đi mừng tuổi rồi. Gì đâu? Phải đi mừng tuổi. Mẹ em vẫn đi vẫn nhận lì xì. Anh đi nhận mừng tuổi. Nhưng mà phải đi mừng tuổi mà anh đi nhận mừng tuổi. Bây giờ đánh giá phải mực dưới phải mực của trên như thế. Ừ, đúng rồi. Đeo ba trên sau làm với ảnh cái ảnh gì ấy, ảnh mà
màn hình mà nó có cái QR thôi, không mặt mình có QR đấy. Đây rồi, mình nghe chúc chúc để chúc chúc để nhận cứ mình gọi đi chúc để nhận. À, cho ông tôi tối anh nhá. À, đây mùng buổi nào từ giờ này đi. Ví dụ mà sang bên mình là mình đã đi tour xong các bạn.